Rồi, chào cả nhà nha. Ngày hôm nay Nhân lại gặp cả nhà trong video tiếp theo của chuỗi những video hướng dẫn về phần thi lý thuyết, một trong những phần thi sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô. Ngày hôm nay chính là video số 9. Video này mình tiếp tục về phần biển báo và vạch kẻ đường. Và video này là bắt đầu từ câu 411 ha. Rồi, mời cả nhà cùng nhau theo dõi từ câu 411 nha. Câu 411: biển này có ý nghĩa gì? Cả nhà mình nhìn thấy nè, cái biển có dấu hai gạch chéo nhau, hình chữ nhân. Đây là biển gì đây? Cấm dừng và cấm đổ. Nếu trường hợp chỉ có một gạch chéo thôi, đó là biển cấm đổ. Cấm đổ là mình được phép dừng. Nhưng dừng như thế nào đúng thì mời cả nhà mình cùng quay lại câu 55 với câu 56 ở video số 1 để mình xem khái niệm về dừng và đổ xe nha. Thì trong trường hợp này, biển chính của mình đó là biển cấm dừng và cấm đổ, nhưng nó sẽ có kèm theo cái biển phụ. Biển phụ là bổ sung ý nghĩa cho biển chính, nên cả nhà căn cứ vào cái biển phụ để nói chính xác về cái biển này. Chắc chắn phải có cấm dừng cấm đổ rồi, nhưng mà biển phụ đang chỉ mũi tên về phía bên phải, có nghĩa là cấm đổ xe và cấm dừng xe theo hướng bên phải. Đáp án chính xác của mình đó là số 2 nha. Tiếp theo câu 412: theo hướng bên phải có được phép đổ xe và dừng xe không? Chắc chắn trong trường hợp này biển chính của mình là biển cấm dừng và cấm đổ, biển phụ theo hướng bên phải nữa, nếu mũi tên chỉ về bên phải nè, chắc chắn đó là không được phép. Và đây cũng là một dạng đặc biệt nằm trong phần biển báo cấm của mình. Nếu câu hỏi có hai đáp án là được phép chứ không được phép thì mặc định cả nhà mình chọn nước ép, đáp án đó là không được phép. Tới đây chọn ngay ý số 1 luôn nha, không được phép. Câu 413, đây là một dạng đặc biệt nằm trong biển báo cấm đúng không? Tới đây mình chọn nhanh đáp án luôn, đó là gặp biển này xe ô tô sơ mi rơ móc có chiều dài toàn bộ kể cả xe rơ móc và hàng lớn hơn chỉ số ghi trên biển có được phép đi vào không? Chắc chắn đó là không được phép nha. Tiếp theo câu 414, xe ô tô chở hàng vượt quá phía trước và phía sau thùng xe mỗi phía quá 10% chiều dài toàn bộ thân xe, tổng chiều dài xe cả xe và hàng từ trước đến sau nhỏ hơn chỉ số ghi trên biển thì được phép đi vào không? Trong trường hợp này cũng chắc chắn đó là không được phép. Cả nhà lưu ý ha, đây là dạng đặc biệt nằm trong phần biển báo cấm, mặc định chọn đáp án ha. Rồi câu 415, biển này có ý nghĩa gì? Nó vẽ chiếc xe nằm ngang, đây chính là cấm ô tô chở khách, còn trường hợp vẽ cái đầu xe, cái mặt xe mới là cấm xe buýt nha. Câu 416, biển này có ý nghĩa gì? Mình đã gặp một biển rồi, về khổ giới hạn của mình là giới hạn chiều cao và chiều rộng. Nếu giới hạn chiều cao là dấu mũi tên trên dưới, còn giới hạn chiều rộng hoặc là chiều ngang thì dấu mũi tên hai bên. Trong trường hợp này cả nhà để ý cái dấu mũi tên nó chỉ thành hai bên, đó là hạn chế chiều ngang của xe và hàng nha. Tiếp theo là câu 417, biển nào là biển tốc độ tối đa cho phép về ban đêm? Trên câu hỏi có dấu ngoặc kép hoặc nội dung câu hỏi nằm trong dấu ngoặc kép. Đây là hỏi tên biển báo. Tên biển báo có nghĩa là trong hai biển phía dưới, biển nào mang cái tên là tốc độ tối đa cho phép về ban đêm, đó chính là biển số 1. Còn biển số 2 mang cái tên là hạn chế tốc độ tối đa, nhưng về mặt ý nghĩa, biển số 2 dù ngày hay đêm mình cũng phải hạn chế tốc độ của mình dưới chỉ số ghi trên biển. Và đây là câu hỏi tên biển báo, nên mình chọn đáp án đó là biển 1 nha. Câu 418, biển nào báo hiệu hạn chế tốc độ của phương tiện không vượt quá chỉ số ghi trên biển? Biển số 1, đó là trong khu dân cư, biển này cũng hạn chế tốc độ của phương tiện, nhưng mà nó tùy thuộc vào đoạn đường mình đang đi. Chẳng hạn như đường đôi có giải phân cách giữa, đó là 60 km/h, nhưng đường hai chiều là 50 km/h. Nhưng biển số 2 là biển hạn chế tốc độ tối đa, phương tiện mình phải hạn chế tốc độ dưới chỉ số ghi trên biển, đó là biển số 2 nha. Câu 419, câu 419 và 420 mình sẽ có một phương pháp làm nhanh, đó là đỏ tối đa, xanh tối thiểu. Đỏ là tốc độ tối đa, còn xanh chính là tốc độ tối thiểu. Câu 419 là tốc độ tối đa, chọn ngay ý số 1. Câu 420 đó là tốc độ tối thiểu, chọn ngay ý số 2. Câu 421, gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ? Cái biển số 1 là cảnh báo người đi bộ qua đường. Biển số 2 là cấm người đi bộ, làm gì có người đi bộ mà nhường.
Còn biển số 3 là đường dành riêng cho người đi bộ, thì làm gì có xe vào mà nhường, đúng không? Nên chung quy lại chỉ có duy nhất biển số 1. 422. Biển nào chỉ đường dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào khi gặp biển này. À, đó là biển số 3, đường dành riêng cho người đi bộ nha, biển 3. 423. Biển nào báo hiệu đường dành cho xe thô sơ, tên biển báo. Đây là câu hỏi tên biển báo, đúng không? Nghĩa là trong 3 biển phía dưới, biển nào mang cái tên là đường dành cho xe thô sơ, đó là biển số 1. Câu 424. Biển nào đặt trước ngã 3, ngã 4 cho phép xe được rẽ sang hướng khác. Cả nhà nhìn câu hỏi nó sẽ có một số điểm đặc biệt. Thứ nhất, tại sao câu hỏi nó có dấu ngoặc đơn? Và nội dung trong dấu ngoặc đơn nó có ý nghĩa như thế nào? Thì giờ mình cùng nhau phân tích. Được rẽ sang hướng khác, nghĩa tới ngã tư mình rẽ trái hoặc rẽ phải, không phải là hướng đi thẳng. Mà cái biển số 1 chắc chắn phải đi thẳng, bắt buộc là phải đi thẳng rồi, biển hiệu lệnh một hướng đi thẳng mà. Biển số 2 là mình được rẽ sang hướng khác, đúng không? Nhưng có một điểm đặc biệt nằm ở đây. Cả nhà mình dở trang đầu tiên á, xem cái phần biển báo hiệu lệnh dòng đầu tiên ô cuối cùng về quy định đặt biển của biển số 2. Cái biển số 2 này phải vị trí đặt như thế nào đây? Đặt sau nơi đường bộ giao nhau và tác dụng trước mặt biển nha. Mà câu hỏi của mình yêu cầu là phải đặt trước ngã 3, ngã 4. Vị trí đặt biển là cực kỳ quan trọng. Vị trí đặt biển mà sai thì tại nơi đó biển báo không còn hiệu lực. Cũng như lấy cái biển số 2 này đem đặt trước ngã 3, ngã 4 thì khu vực nơi đường bộ giao nhau đó biển số 2 này không có hiệu lực. Nên là trong lúc này cái dấu ngoặc đơn là nhằm mục đích là nó loại bỏ cái biển số 2 đi. Bởi vì biển số 2 phải đặt sau ngã 3, ngã 4 nhưng lại tác dụng trước mặt biển. Chung quy lại mình chọn đó là không biển nào nha. Câu 425. Trong các biển dưới đây, biển nào là biển hết hạn chế tốc độ tối đa? Tên biển báo, đúng không? Tại đây biển số 1 là hết hạn chế tốc độ tối đa, biển số 2 là hết mọi lệnh cấm, biển số 3 là hết hạn chế tốc độ tối thiểu. Chọn biển 1 luôn. 426. Hiệu lực của biển tốc độ tối đa cho phép hết tác dụng khi gặp biển nào? Thì mình đi ra ngoài đường, đang đi tốc độ 50 đi, mình đi đến khi nào cái tốc độ 50 mình hết hiệu lực đây? Hạn chế tốc độ 50 hết hiệu lực đây. Thứ nhất, khi cả nhà mình gặp biển hết hạn chế tốc độ 50, biển số 1, đúng không? Thứ hai, khi cả nhà mình gặp biển hết mọi lệnh cấm. Có nghĩa là sau mặt biển hết mọi lệnh cấm là có bao nhiêu cái cấm ở phía trước đều hết tác dụng, trừ trong và ngoài khu dân cư. Mọi người lưu ý điều này nha. Biển trong khu dân cư chỉ hết hiệu lực khi gặp biển ngoài khu dân cư, thì biển ngoài khu dân cư chỉ hết hiệu lực khi gặp biển trong khu dân cư. Và biển số 3 của mình á, nó không liên quan gì hết hạn chế tốc độ tối thiểu, đúng không? Chỉ có biển 1 với biển 2 nha. Nhưng ở ngoài thực tế, cả nhà mình có thể để ý, khi đến nơi đường bộ giao nhau thì qua đó nó sẽ có hệ thống biển nhắc lại, đồng nghĩa đến nơi đường bộ giao nhau biển báo của mình cũng hết hiệu lực nha. Rồi, câu 427. Trong các biển dưới đây, biển nào là biển hết hạn chế tốc độ tối thiểu? Tên biển báo đó là biển 3. Chọn luôn, đây là hỏi tên biển báo mà. Dạ. Câu 428. Biển nào dưới đây báo hiệu hết cấm vượt? Hết cấm vượt ở biển số 1, nó liên quan tốc độ ở đâu, liên quan gì đó đây? Loại bỏ, đúng không? Hết cấm vượt đó là biển 3. Nhưng cái biển số 2 hết mọi lệnh cấm cũng bao gồm hết cấm vượt trong đó. Nên là mình chọn biển 2 với biển 3 nha. Câu 429. Trong các biển dưới đây, biển nào là biển hết mọi lệnh cấm? Đây là câu hỏi tên biển báo. Tên biển báo thì cả nhà mình có thể dở lại những trang đầu tiên về hệ thống biển báo hiệu đường bộ, mình đọc cái tên biển báo nha. Đây là biển số 2 là hết mọi lệnh cấm. 430. Biển nào cho phép được quay đầu xe đi theo hướng ngược lại khi đặt trước ngã 3, ngã 4? Đây là một câu hỏi ý nghĩa về biển hiệu lệnh. Nghĩa là khi gặp biển hiệu lệnh thì khi nào mình được phép quay đầu? Gặp biển hiệu lệnh khi được phép quay đầu khi trên biển phải có từ hai hướng, trong đó mặc định phải có một hướng rẽ trái. Đó là hai ý để mình làm đáp án này.
Ý số 1, đáp án số 1, một hướng rẽ trái là chắc chắn không được rồi, lỗi ngay từ đầu. Biển 2 với biển 3 đều thỏa mãn yêu cầu của mình. Trên biển phải có từ hai hướng, trong đó một mặc định phải có một hướng rẽ trái, đúng không? Nhưng câu hỏi của mình cái dòng cuối cùng là sao đây? Đặt trước ngã 3, ngã 4 thì nó vô tình nó lội cái biển số 2 đi. Cái biển số 2 phải làm sao đây cả nhà? Đặt sau nơi đường bộ giao nhau nhưng lại tác dụng trước mặt biển. À, nên biển số 2 nó lội đi. Yêu cầu câu hỏi là đặt trước mà, nên chỉ còn duy nhất đó là biển số 3 nha. Biển 3 đáp án của mình luôn. 431. Biển nào không cho phép rẽ phải? Gặp biển hiệu lệnh mà không cho phép rẽ hướng nào là trên biển không có hướng đó. Trong trường hợp không cho phép rẽ phải thì trên biển không có hướng rẽ phải, đó là biển biển 1 nha. 432. Khi đến chỗ giao nhau gặp biển nào thì người lái xe không được cho xe đi thẳng mà phải rẽ sang hướng khác. Không được cho xe đi thẳng là trên biển không có hướng đi thẳng. À, đó là biển nào đây? Biển 1 chứ biển biển 2 nha. 433. Gặp biển báo dưới đây, người lái xe có bắt buộc phải chạy vòng theo đảo an toàn theo hướng mũi tên khi muốn chuyển hướng hay không? Đây là tín hiệu vòng xoay rồi, đúng không? Chắc chắn là bắt buộc nha. Câu 434 tiếp tục luôn. Biển nào báo hiệu tuyến đường cầu vượt cắt qua? Đây là câu hỏi tên biển báo, mình làm nhanh luôn ha. Đó là biển 1 chứ biển biển 2. Biển số 3 có tên là cầu vòng, là biển cảnh báo những công trình thấp nha. Tuyến đường cầu vượt cắt qua đó là biển 1 chứ biển biển 2. 435. Biển nào báo hiệu nơi đổ xe dành cho người tàn tật? Ha, tên biển báo luôn, đó là biển 2. Câu 436. Biển nào cho phép xe rẽ trái? Biển số 1 đã cấm rẽ trái rồi, làm sao được rẽ trái được, đúng không? Loại bỏ. Biển số 2 nó có cái tên đó là khu vực quay đầu. Đây là biển xanh vuông, là biển chỉ dẫn. Chỉ dẫn thì theo hay không theo tùy anh chị. Thì quy ước của mình khi gặp biển chỉ dẫn khu vực quay đầu, mình được phép rẽ trái. Đó là biển 2 nha. 437. Biển nào xe quay đầu không bị cấm? Biển 2 khu vực quay đầu chắc chắn là cả nhà được quay đầu rồi. Mà cái biển số 1 là gì đây? Cấm rẽ trái là mình được phép quay đầu nha. Vẽ gì cấm đó mà, nên cả hai biển đều được phép quay đầu. 438. Biển nào báo hiệu bắt đầu đoạn đường vào phạm vi khu dân cư, các phương tiện tham gia giao thông phải tuân theo các quy định đi đường được áp dụng ở khu đông dân cư? À, khu đông dân cư là biển nào đấy? À, đó là biển số 1 của mình, trong khu dân cư nha. Câu 439. Trong các biển báo dưới đây, biển nào chỉ dẫn bắt đầu đường cao tốc? Biển chỉ dẫn phải là biển xanh vuông, đó là biển số 2, đặc điểm nhận diện của biển báo. Trong khi biển số 1 là biển tam giác điều viền đỏ, đây là biển cảnh báo nguy hiểm nha. 440. Trong các biển dưới đây, biển nào báo hiệu hết đường cao tốc? Đây là câu hỏi tên biển báo luôn, mình chọn nhanh ha. Đó là biển 2. Biển 1 là hết đường ưu tiên, hết đoạn đường ưu tiên. Biển 3 là hết đường dành cho xe ô tô nha. 441. Biển nào chỉ dẫn cho người tham gia giao thông biết vị trí và khoảng cách có làn đường cứu nạn hay làn thoát xe khẩn cấp? À, liên quan đến cụm từ cứu nạn là trên biển sẽ kèm theo tín hiệu cứu thương, hai ông đó đi chung với nhau. Và biển số 1 cả nhà nhìn thấy trên đoạn đường chính của mình, đường lớn á, nó có cái biển tròn đỏ, đây biển đường cấm, đúng không? Mà đã cấm rồi thì làm một con đường vòng qua, ta kêu là biển số 1 là đường tránh. À, biển chỉ dẫn đường tránh nha. Còn liên quan cứu nạn đó là biển 2. 442. Biển nào báo hiệu hướng đi thẳng phải theo, lại là tên biển báo. Hướng đi thẳng phải theo phải là hiệu lệnh. Hiệu lệnh là xanh tròn, là biển 1. 443. Biển nào báo hiệu đường một chiều? À, đường một chiều đó là biển biển 2, tên biển báo. 444. Biển nào báo hiệu các phương tiện phải đi đúng làn đường quy định và tuân thủ tốc độ tối đa cho phép? Nha. Cả hai biển, biển 1 với biển 2 đều có tốc độ trên từng làn đường. Nhưng câu hỏi của mình ngoài tốc độ ra nó còn gì đấy? À, đi đúng làn có nghĩa là trên mỗi làn phải quy định từng nhóm phương tiện. Thì chỉ có cái biển số 2 là thể hiện rõ ràng nhất. Còn biển số 1 nó chỉ có thể hiện phương tốc
độ trên từng làn đường, nó không quy định phương tiện trên từng làn đường. Ha, đáp án chính xác của mình đó là biển 2 nha. 445. Biển nào báo hiệu các phương tiện phải tuân thủ tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường? Câu 445 nó chỉ hỏi một ý, đó là tốc độ thôi. Thì cả hai biển này đều quy định tốc độ trên từng làn đường ha, cả hai biển. 446. Biển nào báo hiệu đường dành cho xe ô tô? Quá dễ, tên biển báo, đúng không? Đó là biển 1 ha. Câu tiếp theo là câu 447, nó sẽ ngược lại câu 446. Đó là hết đường dành cho xe ô tô, đó là kênh biển có dấu gạch, đó là biển 2. 448. Gặp biển nào thì các phương tiện không được đi vào trừ ô tô và mô tô? Chính là đường dành cho ô tô và mô tô, đó là biển số 1, đúng không? 449. Biển này có ý nghĩa gì? Đến nơi đường bộ giao nhau, cả nhà mình thường xuất hiện cái biển này. À, biển này gì? Báo hiệu cho người lái xe biết số lượng làn đường trên mặt đường và hướng đi phải theo trên mỗi làn đường. Dạ. Báo hiệu cho người lái xe biết số lượng làn đường trên mặt đường và hướng đi phải theo trên mỗi làn đường. Đó là đáp án số 2 của mình. Dạ. 450. Biển nào cho phép quay đầu xe? Biển số 1 là làn quay đầu, biển số 2 là khu vực quay đầu, nên cả hai biển đều cho phép quay đầu xe. 451. Biển nào chỉ dẫn tên đường trên các tuyến đường đối ngoại? Xuất hiện cụm từ đối ngoại là trên biển xuất hiện cụm từ AH, chẳng hạn như quốc lộ 1A của mình đi, đó là AH1. AH chính là một tên viết tắt của một hiệp ước ha. Thì đây trong đáp án của mình chính là AH112 nha, đáp án số 3 luôn. 452. Biển số 1 có ý nghĩa gì? Tại đây cả nhà mình tập trung vào cái biển số 1. Biển chính ở trong là biển cấm gì đây? Cấm độ, một gạch là cấm độ. Từ zone nghĩa là khu vực, đúng không? 6 giờ sáng, 6 giờ tối nghĩa là theo giờ. À, biển vuông ở ngoài là biển chỉ dẫn. Dấu gạch có nghĩa là hết. Mình gáp tất cả những ý lại thành câu trả lời hoàn chỉnh ha. Biển chỉ dẫn, hết cấm độ, theo giờ, trong khu vực nha. 453. Biển số 3 có ý nghĩa gì? Tương tự tập trung vào biển số 3. Biển chính ở trong là biển hạn chế tốc độ tối đa. Biển hạn chế tốc độ tối đa trong khu vực. 454. Biển nào báo hiệu đường phía trước có làn đường dành cho ô tô khách? Phía trước là cùng chiều hướng di chuyển với xe mình, đúng không? Nên dấu mũi tên chỉ thẳng về phía trước. Tại đây cả nhà mình phân biệt biển 1, biển số 2, biển số 3 nha. Biển số 2 nè, dấu mũi tên chỉ thẳng về phía trước, có nghĩa là phía trước của mình là có làn đường dành cho ô tô khách. Còn biển số 3 của mình chỉ dấu mũi tên rẽ ra hai bên, có nghĩa là rẽ ra đường có làn đường dành cho ô tô khách nha. Rồi, đáp án của mình trong trường hợp câu 454 là đường phía trước có làn đường dành cho ô tô khách, đó là biển 2 nha. Còn câu 455, rẽ ra đường có làn đường dành cho ô tô khách là dấu mũi tên chỉ thẳng hai bên, đó là biển 3 nha. 456. Biển nào đặt trên đường chính khi đến nơi đường giao nhau để rẽ vào đường cục? Cái biển số 3 của mình cơ bản đó là đường cục, đúng không? Giờ chỉ còn lại biển 1 với biển 2 mới từ một con đường lớn rẽ vào đường nhánh đó mới là đường cục nha. Biển 1 với biển 2. 457. Biển nào chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng cầu vượt qua đường? Sử dụng cầu vượt đó là hướng người đi lên, sử dụng hầm chui đó là hướng người đi xuống. Sử dụng cầu vượt đó là biển 1 nha. 458. Biển nào chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng hầm chui qua đường hướng người đi xuống? Đó là biển 2 của mình luôn nha. Câu 459. Gặp biển báo này người lái xe phải đổ như thế nào? Mình thấy một bánh xe trên lề đường hè phố, đúng không? Nghĩa là đổ từ 1/2 thân xe trở lên trên hè phố. 460. Gặp biển này người tham gia giao thông phải xử lý như thế nào? Gặp biển cảnh sát giao thông phải sao đây? Chắc chắn là phải giảm tốc độ, không được vượt khi đi qua khu vực này.
461. Biển nào dưới đây chỉ dặn địa giới hành chính giữa các thành phố tỉnh huyện? Liên quan đến địa giới là trên biển xuất hiện cụm từ địa phận. Hai ông này đi chung với nhau. Nhà lưu ý nha. Biển số 1 là chỉ dẫn hướng rẽ. Còn biển số 3 của mình là chỉ dẫn một khu di tích lịch sử nha. Chốt lại đó là biển 2, địa giới đi chung với địa phận nha. 462. Biển nào báo hiệu cầu vượt liên thông? Trên biển có chữ là cầu vượt liên thông, trên biển không chữ là cầu vượt cắt qua. Liên thông nghĩa là bắt qua hai tỉnh thành với nhau. Trên biển có chữ đó là biển 1 với biển 3. 463. Biển số 1 có ý nghĩa gì? Tại đây biển số 1 trên biển có chữ, đúng không? Chính là cầu vượt liên thông. Trên biển có chữ là cầu vượt liên thông. Chọn ngay đáp án số 3 luôn. 464. Biển báo dưới đây có ý nghĩa gì? Trên biển xuất hiện tín hiệu cứu thương. Cứu thương thì liên quan đến cứu nạn. Chỉ dẫn khoảng cách đến làn đường cứu nạn, làn thoát xe khẩn cấp nha. 465. Tại đoạn đường có biển, làn đường dành riêng cho từng loại xe, biển phân làn. Các phương tiện có được phép chuyển sang làn khác để đi theo hành trình mong muốn khi đến gần nơi đường bộ giao nhau. Trên câu hỏi của mình nó hỏi là khi đến gần nơi đường bộ giao nhau thì mặc định các phương tiện mình được phép chuyển sang làn khác để đi theo hành trình mong muốn. Chẳng hạn như ông xe tải, ông muốn rẽ trái thì phải chuyển về làn bên trái ngoài cùng. Đó là được phép chuyển sang làn khác. 466. Tại câu 466 với câu 467, đây là hai câu cả nhà mình gắt nhầm lẫn với nhau. Câu 466 nè: tại đoạn đường có cấm biển dưới đây, xe tải và xe khách có được phép đi vào không? Nó vẽ nguyên cái đầu xe, chính là cấm. Biển dưới đây đường dành cho ô tô. Mà xe tải với xe khách cũng là một loại xe ô tô. Nên đường dành cho xe ô tô là đường dành chung. Nên là xe tải, xe khách được phép đi vào. Đáp án của mình là có. Nhưng câu 467 vẽ chiếc xe con nằm ngang. Đây là đường dành cho xe con. Theo quy chuẩn 41 của mình thì xe con là bao gồm loại xe từ 4 đến 7 chỗ hoặc là 9 chỗ kể cả ghế tài. Bán tải có khối lượng chuyên chở dưới 950 kg, hoặc là xe ba bánh có khối lượng bản thân trên 400 kg. Mình gọi chung một nhóm đó là đường dành cho xe con. Mà đường dành cho xe con là đường dành cho một nhóm xe nhất định. Ông tải, ông khách là một nhóm khác rồi, đúng không? Nên là không được phép đi vào. Đáp án của mình là không. 468. Biển nào báo hiệu kết thúc đường cao tốc? Quá dễ luôn cả nhà, nhìn lên biển báo là có ngay luôn. Đó là biển số 2 nha. 469. Biển này có ý nghĩa gì? Nhìn tất cả những yếu tố trên biển chính là đáp án của mình. Chắc chắn biển vuông, đó là biển chỉ dẫn. Chỉ dẫn vị trí nhập làn, cách xe là nhiêu đây? 250m. 470. Biển này có ý nghĩa gì? Nhìn lên biển cả nhà mình thấy nè. CT01 là ký hiệu đường cao tốc. Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương là tên đường cao tốc. Dấu bên phải ngoài cùng là bắt đầu đường cao tốc. 100 là tốc độ tối đa, 60 là tốc độ tối thiểu. Trên đây nó không có chiều dài bao nhiêu km, đúng không? Nên là đáp án số 2 chỉ dẫn địa giới đường cao tốc, chiều dài đường cao tốc chắc chắn là không có rồi. 1 với 3 có thì chọn ngay ý số 4 luôn nha. 471. Ý nghĩa các biểu tượng ghi trên biển chỉ dẫn là gì? Tại đây cả nhà phân tích cái biển chỉ dẫn này ra nè. Gì đây? Đầu tiên đó là xăng dầu, thứ hai ăn uống, thứ ba thông tin, và thứ tư đó là sửa chữa xe. Chọn ngay ý số 1 luôn. 472. Biển này có ý nghĩa gì? Trạm KTTT chính là trạm kiểm tra tải trọng. Chỉ dẫn khoảng cách đến trạm kiểm tra tải trọng xe cách 750m. Rồi, tới câu 472 này là mình xong cái phần biển báo. Mình sẽ bước qua một phần nữa, đó là phần vạch kẻ đường. Cái phần này rất gần gũi với anh chị mình.
hầu như cả nhà mình sử dụng xe mô tô, ngày nào mình cũng tiếp xúc cái phần này hết. À, rồi bây giờ mình sẽ tìm hiểu coi ý nghĩa từng vạch của nó là như thế nào nha. Câu 473. Rồi trước khi vào câu 473, mình sẽ hướng dẫn cả nhà mình cái cách để mình làm nhanh những câu vạch kẻ đường này trong ngày thi của mình nha. Rồi bây giờ cả nhà mình cùng xem câu hỏi về vạch kẻ đường và hướng tránh trên cao tốc từ câu 473 đến 486. Bây giờ mình sẽ làm những cái câu hướng tránh trên cao tốc trước nha. Có 4 câu thôi, 473, 474, 475 với 476. Cái này là cái quy ước để mình đi thi. Ở nhà lưu ý ha, quy ước. Thứ nhất, câu hỏi nó hỏi hướng tránh bên trái là cái vạch dạng hình dấu sắc. Hướng tránh bên phải là vạch dạng hình dấu huyền. Cả hai hướng là vạch dạng hình chữ V ngược nha. Bên trái dạng dấu sắc, bên phải dạng dấu huyền, cả hai hướng hình chữ V ngược. Rồi, bây giờ mình áp dụng vào từ câu 473. Câu 473. Trên đường cao tốc gặp biển nào thì người lái xe đi theo hướng bên trái để tránh chướng ngại vật. À, trái là dạng hình dấu sắc, đó là biển, biển 1 nha. 474. Trên đường cao tốc gặp biển nào thì người lái xe đi theo hướng bên phải để tránh chướng ngại vật. Phải là hình dấu huyền, đúng không? Đó là biển 3. 475. Trên đường cao tốc gặp biển nào thì người lái xe đi được cả hai hướng bên trái với bên phải để tránh chướng ngại vật. Đó là hình chữ V ngược, đó là biển 2 nha. Và câu 476. Trên đường cao tốc gặp biển nào người lái xe phải chú ý đổi hướng khi sắp vào đường cong nguy hiểm. Đường cong phải vòng sang trái hoặc vòng sang phải, nên giấu mũi tên chỉ hướng về hai bên. Đó là biển 1 với biển 3 nha. Câu 477. Vạch mũi tên chỉ hướng trên mặt đường nào dưới đây cho phép xe chỉ được đi thẳng và rẽ phải. Câu hỏi mình có hai ý, đi thẳng và rẽ phải. Thì trên vạch nó sẽ có hai hướng, hướng đi thẳng và hướng rẽ phải. Chỉ có vạch số 3 là thỏa mãn yêu cầu. Từ câu 478 mình sẽ trở lại slide mẹo để mình hướng dẫn cách làm nhanh. Rồi về phần vạch kẻ đường của mình thì cái này rất gần gũi anh chị mình. Anh chị mình ngày nào đi ra đường cũng nhìn thấy trên mặt đường sẽ có những loại vạch trắng, vạch màu vàng nè, vạch nét đất nè, vạch nét liền nè, vạch hình chữ V nè, đúng không? Hạch hình thôi. Thì bây giờ mình xem những vạch này nó mang cái ý nghĩa như thế nào nha. Chẳng hạn như vạch màu trắng là vạch phân chia các làn xe cùng chiều, hay gọi là vạch phân làn nha. Vạch màu vàng được thay thế giải phân cách, những đoạn đường hai chiều không có giải phân cách thì được phân chia bằng vạch vàng, đúng không? Vạch vàng là vạch phân chiều, dùng để phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều nhau, một chiều đi và một chiều về. Nên người ta gọi chung vạch trắng là vạch phân làn, vạch vàng là vạch phân chiều nha. Rồi, vạch nét đất là mình được phép đè vạch, đồng nghĩa nét liền là không được phép đè vạch nha. Rồi, vạch hình V, hình chữ V á, hoặc dấu lớn dấu bé, đây là vạch dùng để đây xác định khoảng cách giữa các phương tiện trên đường nha. Còn vạch hình thôi, cả nhà mình di chuyển trên đường qua những đoạn đường sẽ thấy ở dưới mặt đường có những vạch hình thôi. Thì sau cái mũi này cả nhà mình để ý, đi ra đường để ý sau cái vạch hình thôi đó, có phải 5-7 mét sau sẽ có vạch người đi bộ qua đường, đúng không? Nên là nó sẽ là báo trước cái vị trí có vạch người đi bộ qua đường ha. Chẳng hạn như câu hỏi mà cùng chiều thì chọn vạch trắng ha. Câu hỏi ngược chiều chắc chắn là chọn vạch vàng ha. Rồi đè được vạch thì phải là vạch nét đất ha. Hình chữ V thì liên quan đến khoảng cách, hình thoi thì liên quan đến sắp bố trí vạch người đi bộ qua đường. Rồi mình nhớ một số yếu tố này để mình làm từ câu 478 nha. Câu 478. Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia các làn xe cùng chiều. Muốn cùng chiều phải là vạch gì đây cả nhà? Vạch trắng, trắng cùng mà. Trong đây ông nào trắng cứ chọn. Vạch 1, vạch 2 đều là vạch trắng. Vạch 1 đứt khoảng mình được phép đè vạch nha. Vạch 2 nét liền không được phép đè vạch. Nhưng tại đây vạch số 3, cái nhà thấy màu vàng nhưng có hai vạch, đúng không? Là vạch tim đường nét đôi. Trong trường hợp này cả hai chiều đều là nét liền, là cả chiều đi chiều về đều không được phép đè vạch nha. 479.
Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia hai chiều xe chạy, vạch tiêm đường. Sát xe không được lắng làng, không được đè lên vạch tiêm đường. Thì cả nhà nhớ cái cụm từ vàng tiêm, đúng không? À, vàng tiêm đó là vạch màu vàng, à, vạch tiêm đường, dạ, vạch hai của mình luôn. 480, vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia hai chiều xe chạy, vạch tiêm đường, vàng tiêm. À, ba vạch này, vạch nào vạch vàng đây? Vạch 1 chứ vạch, vạch 3, đúng không? Đáp án số 4 mình luôn. 481, các vạch dưới đây có tác dụng gì? Các nhà nhìn thấy vạch màu vàng là vạch tiêm đường, à, dùng để gì đây? Phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều nhau. Nên trong đáp án của mình xuất hiện cụm từ ngược chiều. À, câu 482, các vạch dưới đây có tác dụng gì? Vạch màu trắng là dùng để phân chia các làn xe cùng chiều. Vàng là ngược chiều, trắng là cùng chiều. Dạ. 483, khi gặp vạch kẻ đường nào các xe được phép đè vạch. Muốn đè được vạch, vạch đó phải vạch nét đứt. Thì cả nhà mình nhớ nè, dù trắng hay vàng miễn đứt là đè. À, đó là vạch 1 chứ vạch, vạch 3. Dạ. 484, vạch dưới đây có tác dụng gì? Hình chữ V đúng không? Thì dùng để xác định khoảng cách giữa các phương tiện trên đường. À, dùng để xác định khoảng cách giữa các phương tiện trên đường. 485, các vạch dưới đây có ý nghĩa gì? Vạch hình thôi. À, dùng để báo hiệu sắp đến chỗ bố trí vạch người đi bộ qua đường. Dạ. 486, đây là cái vạch mà cả nhà mình đi ra đường nhìn thấy hàng ngày luôn. Chỗ dừng đổ, à, thả khách của phương tiện gì đây? Xe buýt, chính là phương tiện vận tải hành khách công cộng. Dạ. Và tới câu 486 thì mình cũng kết thúc xong cái phần biển báo và vạch kẻ đường. Rồi, hẹn cả nhà mình ở video tiếp theo, mình sẽ bắt đầu vào phần xa hình. Rồi, chào cả nhà nha.